nay chúng tôi đi hái rau xà lách son. Đây là con đường để đi vào cái suối đó ở Frederick, Maryland. Con đường thật là êm ả và xanh tươi, phải không các bạn? Con đường rất là đẹp. Đi đến con suối này, hai bên đều có cây xanh hết và còn có ngọn núi ở phía trước nữa. Quá đẹp luôn. Ở đây là có những cánh đồng, là có những chú bò. Ở ngoài thiên nhiên vậy, xuống trời thấy mình hít thở không khí trời đất đã quá ha. Oh, I love it. Cái màu cỡ trùng trùng điệp điệp đã không? So good. So good. Very green and young, right? Tại vì không ai hái. Rất là ngon luôn. Cứ hái cái ngon mà Vi là ăn vậy. Đây nè, mấy cái này nè, cứ hái cái ngon. I love cái ngon. Không cần ăn cái gì, cái nào nó lá nó vàng vàng, thương quá trời thương. Đây có mấy cái nó mọc không ai hái cho mình già, nhưng mà mình nếu mà nó già mình sẽ lấy cái ngọt nó, biết không? Thơm quá đi. Nó thơm mà. Nó thơm là nó natural đó cưng. Chứ mình mua ngoài chợ cái mùi thơm nó quá nhẹ đi. Nha. Thích quá. Mà biết sao? Chứ sao là phải dẫn Tiffany đi nữa. Mình mà thường đi ở đây đó. Cái không khí này nó tốt lắm cơ. Cái không khí này lắm. Mát mà nó trong lành lắm. Rất quá là thích luôn. Lan với Nương có đi qua đây chưa? Có. Vậy đi đi năm ngoái. Vậy đó hả? Năm nay thì đây nói là tại đây đi làm lại đó, cho nên chắc cũng thấy làm biết. Mình đó thì mình mê ăn cái đồ tươi này quá. Mình mê ăn nó tươi quá đi. Cho nên mình không có đường được. Mình phải đi hái đồ tươi để mình ăn. It's all about organic. Không bao giờ có được mùi này. Đúng rồi, mùi này là mùi của cái gì đâu. Cái mùi á, đám chỗ Tuyền là non không á Tuyền ơi.
non nè các bạn ơi, thấy chưa, rất là non, non bấy luôn, thấy toàn là cái ngọt không để mình ăn, mình khỏi cần phải lặt. chín sen còn cái này là 2 đồng rồi hả? Muốn ăn quá, muốn ăn. Đây chiến lợi phẩm của chúng tôi, 3 người chúng tôi, Thanh Hà, Thanh Trì, bé em chị dạ, một cái như ngoạn nhỏ nhỏ để mà đi hái rau rất là vui ở Frederick Maryland. Quý vị nào, các bạn nào mà ở trong tiểu bang Maryland á, hoặc là ở Silver Spring hay là Rockville, cho lên đây hái rau ăn cho nó đã nha các bạn. Tại vì á, nó organic, the real one 100%. Thấy cái này trời trồng chứ không phải mình trồng. Nhưng mà mình thường xoay, nó mà nó lội xuống nước á, các bạn cứ không trời cái chân thì nó mát. Mà mình mang gì bút rồi đó, gì bút ống cao á, mà nó bẩn nó mát vô trong luôn ha tụi. Nó mát mà nó cái cảm giác mà mình được chạm vô cái nước á, mà nó không khí xung quanh nó thiệt là yên tĩnh và trong lành nữa ha. Cứ mỗi một tuần mình lên đây mình hái là mình enjoy được everything. Mình enjoy được không khí nè, quang cảnh nè, tiếng chim hót quá chừng luôn, nước suối, rồi rau, mà mùi rau nó thơm nữa chứ, mùi rau thơm mát. Smell good, right, Angie? Smell good, right? You like it? Yeah. You like the smell? It smells fresh too. Yeah. Oh my god, I just want to eat it now. Ăn nó đó quý vị. Tại vì á, nó thơm quá đi. Mà mình biết mình ăn cái nó giòn lắm, mình về nhà ha. Chứ mình rửa mình làm gì vậy? Món này là thích nhất. Mình thích làm dầu giống với thịt bò. Yes. Rồi à, nào là cà chua, cherry, mình bỏ lên. Hành tây thêm chút xíu ớt đỏ đúng rồi, hành vàng chứ có màu đẹp. Cái mình làm nước giấm lên ha, một phi hành tỏi nè, cái mình bỏ giấm nè, đường nè, nước tương nè, rồi cái mình trộn đều nó lên. So good. Gió mì bò để lên trên. Yeah, rồi nấu canh nấu canh với tôm, nấu canh với đậu hũ trắng nó cũng được. Nếu mà mình ăn chay phải không? Hoặc là nấu canh với thịt mắm, mắm rất là ngon, rất là hợp với đi xào cũng được nữa vậy. Xào tỏi. Xào tỏi cũng được, xào tỏi rất là ngon. Nấu canh với lại khoai môn, cái đó là món của Thanh Hà nghe các bạn. Có một món đặc biệt nha. Là khoai môn á thì mình nấu, mình thường nấu canh khoai môn với thịt mắm hoặc là tôm mắm phải không? Nhưng mà người Bắc á thì là hay ở Việt Nam người ta hay cho cái rau gọi là gì, rau sút. Rau nhút. Nhưng mà ở đây mình không có. Cho nên á, mình cho cái rau này vào. Mà cái cọng rau mà mình nấu với lại cái món khoai môn này nè, nó xanh lắm. Nấu với sườn non cũng ngon. Sườn non, oh yes, yummy. Mình... Cái gì mình bỏ vô cái là mình bắt xuống liền. Nó quá sức là nó xanh. Nó xanh mà màu nó đẹp ngon. Mà nó thơm nữa, cho nên là Sarah ăn cái này nhiều lần lắm rồi. Món tự chế. Mà mình không có rau om. Rau om. Canh khoai môn phải có rau om. Ok. And hành. And you can help. Yeah, harvest the. It's my first time. Yeah. And you enjoy it, right? Yeah, it was fun. Còn lúc mà mình xuống cái suối này là nó help mình cái gì, nó release mấy cái dead energy đó các bạn. Cái này là ông xã của Sarah là energy healing đó. Anh nói rằng là đi xuống cái dòng nước suối này là nó, mình bước xuống nó là mình sẽ được release, tức là mình phóng thích những cái sự mà buồn phiền hay là lo lắng đó trong cái tâm của mình đó, cái nó đi hết trơn mà đó sẽ ra có thấy thiệt á, cảm thấy nó nhẹ đi đó, cho nên mình có thời gian lên những cái nơi mà nó trong lành mà nó enjoy được, có được rau ngon ăn mà lại vừa vui vẻ nữa. Yeah, rất hot, positive feeling. Okay, now the
tuyệt thì chúng ta chuẩn bị mang ra chợ bán phải không? Yeah, có bán không? Đem ra chợ bán. Có bán hay không? Bán dạ. Sao được, cái này vô giá mà ai mà bán. Bán là quá rẻ rồi. Cái này là mình phải hưởng hết. Mình chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn lên đây để hái thôi, chứ mình không có bán đâu. Bất quá mình mang đi mà đi tiếu à, tiếu cho bạn bè chị học có mua chị không có bán mua gì trong vùng này á. À nhưng mà xe ra có kẻ nhỏ đây sẽ dặn với các bạn là cái tiền đi hái cái rau này nha, tại vì nó mọc ở cái suối mà nước nó lạnh lắm, cho nên á mình nên mang giày bút rain bút giống như xe ra như vậy nè, rain bút loại nào cũng được hết, nó cao càng không nên mình xuống đó mình không có gì hết trơn, nhưng mà tuy nhiên mình vẫn feel được cái nước lạnh đó nha. Nhưng mà tốt nhất á là theo như mà ông xã của Sarah đề nghị á là muốn có cái được nước energy á, tức là những cái năng lượng mà tốt nhất là mình nên đi chân không, thì nó vừa phiêu mát mà nó giải ra những cái năng lượng xấu đó, cho nên là nếu mà mình có căng thẳng thì nước nó cũng hơi lạnh thì mình cứ việc mang chân không, nhưng mà Sarah thì đang cũng lo chắc là sự sợ những cái có mấy cái sỏi đá có thể là nó tơ ý cái cắt chân mình, nhưng mà rất là tùy thôi. Ok, thank you for watching. Thank you everybody for watching. This is a great trip các bạn. Yeah. Nhớ subscribe cho Sarah Thanh Hà ở Love Life và giọng ca đáng yêu nha các bạn. Thank you again. Bye bye. Oh, my God.